Mai xin chào cô chú anh chị các bạn, bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Chú chồng Mai và em chồng tới. Ê! Bonjour. Oui, là. Tu veux café? Oui. Ah bah, à chaque fois tu fais le nom. Là. Cô chú anh chị các bạn thấy ai đây? Bonjour, papa. Ça va? Oui, et vous, papa? Ça va bien. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Ce que tu as préparé, c'est quoi? Poulet à la crème. Oui. Cuit de canard confit. Confit. Oui. C'est bien. Et couvert sauté, vous voulez quoi? Je n'ai pas de plaisir préparé encore. Ça, les trois, c'est bien. Les trois, c'est tout. Tu vas pas manger tout ça, hein? Hôm nay thì ông xã mới lại anh chồng vừa đón bà về, nhưng mà rất là vui. Chú chồng cho quà bố này, cho quà ba này, không biết cho quà gì. À bố? Chocolat. Mais pourquoi donne le cadeau à papi, mais pas à mami? Il est allé le voir à l'hôpital. Ah, on dit à maman. Maman, vous entendez? Il dit que c'est il va à l'hôpital. Oui, c'est pour ça qu'il a oui. 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 Non, celle-là, en bleu. Il est beau. Alors, oui. Ils sont beaux. Oui, oui, oui. À, bây giờ Mai mới hiểu, chú nghĩ là chú sẽ thăm ba ở bệnh viện. Nên là chú mua quà cho ba, nhưng mà Mai đón ba về nhà. Chú sẽ cùng dì mẹ là vào sâu về. Chú chồng mua quà cho hai con của Mai nữa. Hiện tại nhà Mai đang mất điện nhỉ? Ông kia. Đây là cái loại hoa mà mùng 1 tháng 5 mới làm cho may mắn. Chú xin là chụp hình cho anh. Cô chú anh chị và các bạn thấy chú và cô Mai vui không? Tại vì mỗi một lần mà Mai tạo một cái buổi họp mặt gia đình như này thì cô chú rất là vui, vì chú chồng Mai chuẩn bị phải khám rất là nhiều đây, vì chú cảm thấy mệt hơn, nhưng mà Mai thấy so với ba thì chú khỏe rất là nhiều. Còn đâu là với chú thì chú cảm thấy yếu hơn và chú mắt nhìn kém này, chú phải hẹn bác sĩ mấy lần, vì bây giờ chú cứ nằm ngủ hay là ngồi nghỉ đấy là cứ khoảng cỡ cảm giác như là rất là lâu chú ấy không có thở, nhưng kiểu bị ngừng thở đấy, rất là nguy hiểm. Nên là chú phải đeo cái gì vào mũi đấy để cho mình thở đấy. Nên là chú phải tiếp tục chú khám. Không phải nếu mà như vậy là rất là nguy hiểm. Nên là hai gia đình nhà Mai, gia đình nhà chú chồng là các em ấy, nói chuyện nên là thôi bây giờ tạo điều kiện cho bố với lại chú với cô gặp nhau ít nhất là một tháng một lần. Chứ chỉ sợ là chú vào ba là rất là lo lắng. Ba cứ kêu mẹ là giờ có điện rồi nhá. Ba kêu mẹ là chị em ra ngồi trước mặt anh đi. Mọi người trêu là thôi giờ mở tivi cho ba xem, chứ ba cứ đòi kêu mẹ ngồi ra cạnh đâu, ngồi trước ba để ba ngắm. Ui. Em Mai cầm sâm panh tế nhá. Hôm nay thì cứ bị mất điện không hiểu tại sao. Cả năm nay không bị mất điện đấy. Đó. Đây là sâm panh em cầm tới nhá. Đây là Porto xã Mai rất là thích. Đó. Đây là hai người đang chuẩn bị l'apéritif. Voilà là em chồng Mai cầm chai rượu tới, xong em con cùng chai này rất là ngon, em uống nhiều rồi. Rượu thì Mai chịu nhá. Bây giờ là uống rượu trong bóng tối nha. Hiện tại thì đang bị mất điện. Bon santé.
Papa, est-ce que vous content ou pas? Thật sự không những ba vui mà bản thân Mai cũng vui. Từ đầu năm đến giờ đó, thì ba ở viện, rồi ít khi gia đình được gặp nhau đầy đủ, đông đủ như này, Mai rất là vui đấy. Mà bản thân Mai thì Mai rất nhớ những cái bữa ăn cuối tuần hay là những ngày lễ Tết như này. Là một bữa ăn đơn giản thôi nhưng mà có đầy đủ mặt cô, chú, rồi anh chị, các cháu là Mai rất là vui nhá. Nhưng mà từ ngày em chồng của Mai đấy là mẹ Luca mua một cái nhà thứ hai đấy, là cứ thường cuối tuần thì là em mới tới đó. Và cháu của Mai thì đi làm ấy, vì làm phòng cháy chữa cháy cả hai cháu, mà bên phòng cháy chữa cháy chỉ làm thêm thôi nên rất là khó khăn. Nên là cháu cũng đang muốn mời mọi người đến ăn một bữa để mời ông về nhà. Mà hiện tại bây giờ là cả một tháng này cháu chưa sắp xếp được là ngày nào mời đấy. Chẳng hạn như ngày mà cháu mời được thì lại thiếu người nọ kia, nên là cháu vẫn chưa mời được đó. Hôm nay là ba con đi mẹ vào bếp nhé. Bà thì cắt cái gì đấy, cắt dăm bông tay chiêu. Em mẹ thì đang xếp đây, xếp saucisson. Maman, vous êtes trop loin de papa. Trop loin. On fait pour deux, nhé, pour pas un. Những bữa ăn đông đủ mọi thành viên gia đình như này thì ba chồng Mai rất là vui nhé. Ngày xưa mà Mai mới sang thì chủ nhật hàng tuần ăn bên nhà ba. Hoặc là đông đủ nữa đấy, ví dụ như là bố mẹ Mai sang, hay là giống như người yêu của cháu Mai mà có bố mẹ sang ấy, hay là cô chú của Mai tới, nên là bao giờ ba cũng mời đi ăn nhà hàng. Tại vì với ba đấy, cái bữa cơm gia đình đông đủ rất là quan trọng. Bản thân á, từ năm 2012 Mai mời mọi người về ăn cơm ở nhà Mai đấy, thì ba cứ thường xuyên hỏi là khi nào con mời ba. Kể cả là ba khỏe mạnh bình thường, ba đi qua lại hoặc ba gọi điện hỏi thăm, luôn có câu đó. Trong khi mấy năm nay ba già yếu rồi đó, kể cả ba ở bệnh viện thì ba vẫn luôn hỏi là khi nào con mời ba. Nhưng cứ cái đợt này đó là sức khỏe của ba yếu nhiều. Và bây giờ đó là lúc trước thì chỉ nghĩ là ba ở viện và để tạm ba thôi, nhưng bây giờ thì 90% là chắc chắn ba ở lại viện dưỡng lão rồi. Nên cảm giác như là ba cảm nhận được điều đó và sức khỏe của ba cũng yếu nhiều đó. Sau khi đợt này đấy, ba ở viện đấy, thì Mai không thấy ba hỏi rằng là khi nào con mời ba sang nhà con ăn cơm nữa. Chắc cũng chỉ hỏi một lần thôi. Và mỗi một lần mà ba đổi cái nơi bệnh viện hay đổi chỗ nào đó thì bao giờ ba cũng bị pê đi. Có nghĩa là ba như kiểu bị lạc ấy. Mình không biết mình đang ở đâu, mình làm gì, thì bao giờ cũng bị 1-2 ngày. Và bây giờ thì Mai cảm giác như là ba rất yêu quý cái nơi bệnh viện này. Ba chơi ở đó, ba có bạn ở đó, ba ra ngoài đấy ba ăn cùng mọi người, ba hòa nhập với chỗ đó nữa, thì không thấy ba đòi về, không thấy ba nhắc gì nữa. Hôm nay là Mai để máy quay lâu nhất, và Mai cũng không có cắt nhiều để cô chú anh chị các bạn có thể hiểu thêm một cái buổi tiệc nhà Mai diễn ra như thế nào. Ở mọi lần ấy thì Mai quay rất là dài, không phải là Mai quay mọi cảnh mà là mình phải làm á, nên Mai để máy quay một chỗ. Đó, để một chỗ, để góc chết ấy, thì ví dụ như là một bữa tiệc diễn ra 3-4 tiếng thì cái máy quay của Mai cũng để khoảng cỡ 2 tiếng 3 tiếng ấy. Tùy lúc thôi, không phải lúc nào Mai cũng quay, nên là Mai cứ để luôn cái máy quay diễn ra cả buổi như hôm nay cô chú anh chị các bạn xem đó. Trừ khi Mai không làm cái gì thì Mai mới cầm cái máy quay, Mai đi quay từng người một hay từng món ăn một. Thì mỗi một lần một bữa ăn nhà Mai có gia đình đông đủ thế này đó, thì Mai quay trong vòng 2-3 tiếng thì Mai chỉ có cắt lại mười mấy phút thôi. Nên là nhiều người hay thắc mắc là tại sao Mai cứ làm một mình không ai phụ Mai. Nhưng bữa ăn tất nhiên là những cái món chính là Mai làm hết, hầu như Mai làm tới 70-80%, nhưng mà luôn luôn có người phụ Mai, rồi kêu phụ Mai nhưng Mai không nhận hoặc là Mai không muốn. Hay nhiều lúc thì Mai cũng kêu là phụ Mai một chút, nên lúc nào cũng có người phụ Mai, như là làm bàn mẹ hay là ông xã Mai, hay là lui ông xã Mai hay các em. Đó, vào bếp thì luôn luôn có em mề, rồi mỗi lần ăn xong thì bao giờ ông xã mẹ cô với mẹ luôn phụ Mai, nhưng mà Mai không muốn ấy, Mai cứ để Mai làm nhưng mà mọi người vẫn phụ. Nhưng mà không phải những cái trình tiết nào Mai cũng quay mà Mai cứ để máy quay chết và Mai cắt đi. Chứ nếu mà Mai để cái máy quay thì hôm nay cô chú anh chị các bạn có thể thấy đấy,
Mà Mai đã quay 30 phút rồi. Nếu vậy thì Mai phải chia sẻ mỗi bữa tiệc nhà Mai phải 10 cái video thì mới hết được. Tại vì nếu Mai quay 4 tiếng mà Mai chia sẻ ra là mỗi một cái video 20 phút thì Mai đã cắt đi 2 tiếng rồi đó. Thì đây là hôm nay Mai để cái máy quay chết ấy. Là cô chú anh chị các bạn có thể thấy là mẹ chồng cũng ra bốc này, em chồng cũng phụ này, chút nữa cô chồng cũng bốc này, rồi là đến chú chồng mà lượn qua mà thấy cũng bốc, và Mai vừa cắt vừa xếp và bán thì cũng bốc. Đó đó, đó là cuộc sống thật của mọi người đó. Còn hoàn toàn những mọi lần thì Mai cứ cắt hết, Mai để lại những khoảng khắc đẹp nhất hoặc đơn giản nhất để cho cô chú anh chị các bạn thấy. C'est trop bon ça. Mais j'ai tout, tu as pris les vacances, tu les adores. Et chez eux, j'avais pas. Non, le jambon, c'est pas de chez eux, le jambon, c'est espagnol, c'est nous, on l'a ramené. Ah oui, c'est vrai. J'avais pris chez eux, les petits boutons en culotte. Les petits boutons en culotte chez eux aussi. Oui. Đó, Tây hay ta cũng giống nhau thôi, cũng bốc từ bếp bốc lên, nhưng mà tất nhiên là chỉ bốc những cái món bốc được thôi, chứ không phải là những cái món ăn mà xào nấu mà bốc. Mọi lần có cháu chồng cũng vậy đấy, mọi người cũng phụ Mai, nhất là người yêu cháu chồng, mà người yêu của cháu thứ hai đấy là trời ơi nhiệt tình lắm, đến nhà Mai là có việc gì cũng chạy ngược chạy xuôi phụ Mai. Đó, nhưng mà Mai quay qua một chút thôi, còn hoàn toàn là Mai để lại những khoảng khắc chính ấy, và Mai chia sẻ lên là một video thôi, để tránh tình trạng là mọi người nghĩ Mai là chỉ có một bữa tiệc đó, mà Mai cắt ra làm 2-3 video như thế là mang tính chất thương mại. Đó. Nhưng mà đợt này thì Mai quay dài hơn và Mai để nhiều hơn để cô chú anh chị các bạn một lần hiểu là cái bữa tiệc nhà Mai diễn ra nó trong vòng 3-4 tiếng nó như thế nào. Mọi người vào bếp, mọi người phụ Mai làm sao, mọi người ăn bốc, có nghĩa là Mai để lại những khoảng khắc chân thực nhất, và mong cô chú anh chị các bạn thông cảm cho Mai. Và sau này gia đình nhà Mai có những bữa tiệc cùng nhau ấy thì Mai sẽ chia sẻ gọn trong một video thôi, chứ Mai sẽ không chia sẻ ra làm 2-3 video giống như là này nữa. Đây nhá, đây là món lapelli chip bây giờ ra để nhà Mai sẽ ra bàn này. Đó, hay đấy. Đó. Em chồng đang cắt format vẫn đút ở mồm ăn bình thường nhá. Ra để nhà Mai ăn vụng từ bếp, ăn vụng ra này. Ui. Luca tới cầm ghế tới bị thiếu ghế. Luca đi đón cháu với lại anh trai, nhưng mà cháu hôm nay chơi đá bóng nhá nên cháu không tới được. Cháu đi chơi bóng đá với bạn bè. Bonjour. Nhìn này, nhìn này, em vẫn cặm cụi. Ok, giờ Mai cho cô chú chị xem hai cái đĩa lapelli chip của nhà Mai nhá. Đó, khi Mai kêu ra bàn một cái thì tất cả mọi người cùng chuẩn bị ra bàn. Em và cháu thì phụ Mai bỏ ghế ra à, còn ông xã và em mề thì đưa ông ra bàn. Đó là cái mà Mai để máy quay để cho cô chú anh chị các bạn có thể nhìn chi tiết hơn một bữa tiệc diễn ra như nào. Ở đâu cũng vậy thôi và nhà ai cũng vậy thôi. Đó. Mỗi mà bây giờ mà quay ba Mai mà chỉ còn đi từ ghế mà ra tới bàn thì chắc cũng phải đến 5 phút. Hay là đi từ bàn mà ra nhà vệ sinh thì mất khoảng cứ 1 tiếng. Nên là ai cũng vậy thôi, cuộc sống của ai cũng có vui có buồn. À, một ngày cũng diễn ra 24 tiếng như là Mai vẫn nói đó. Mai cũng vậy thôi, có những lúc xấu, lúc đẹp. Những lúc vui lúc buồn, chứ không phải là cuộc sống của ai cũng hoàn hảo. Nhưng mà khi mà Mai quay lại, Mai zoom nó lại một ngày diễn ra thế nào thì Mai chỉ chia sẻ vỏn vọn trong 20 phút, những cái lúc mà Mai cảm thấy vui nhất, thoải mái nhất để tới cho cô chú anh chị các bạn. Còn cuộc sống của ai cũng giống ai thôi, chứ không phải là của Mai nó tuyệt vời, nó hoàn hảo hơn như người khác. Hay những món ăn của Mai đưa lên bàn cũng vậy đó. Khi mà đưa lên bàn rồi thì nó quá đẹp, nó quá ngon, đúng không? Nhưng mà trong một quá trình 2-3 tiếng Mai chuẩn bị, Mai nấu nướng, Mai cắt rửa, thì những đoạn đấy Mai không thể quay được. Và nếu Mai có quay thì cũng không có ai xem. Mà mình chỉ cần xem cái kết quả của nó là mình sẽ biết là quá trình mình chuẩn bị cái bữa ăn nó như thế nào. Và tại sao có những bữa ăn thân thiện gia đình như này thì gia đình nhà chồng đối xử với Mai như thế nào và Mai sống với gia đình nhà chồng như thế nào thì mới có được tình cảm của mọi người yêu quý như ngày hôm nay. Mình chỉ cần nhìn cái quả thì mình sẽ biết được là trong suốt thời gian mình chăm sóc cái cây như thế nào.
Pas officiellement. Mais... Non, mais sur les 400 points du devoir continu, je suis à 410. Oh. Non, j'ai pas encore. Bravo. Bah c'est bien. Ah, c'est bien. Alors, bien. Bien. Khi mà mọi người cùng nói đấy thì Mai không có dịch vì mình không có biết dịch theo ai đó. Nhưng Mai muốn để lại để cho cô chú anh chị các bạn hiểu thêm về cái văn hóa người Pháp đó. Là đặc biệt là có tin vui nhá, là họ khoe với cả họ cơ, chứ không có khoe riêng ai. Ví dụ như là mình không có làm tiệc khoe với cả mọi người đó, thì mình khoe với lại gia đình thôi. Thì giống như chính ông xã hay bản thân Mai đã khoe với mẹ, hay là bố mẹ lại khoe với họ hàng bạn bè. Có nghĩa là có tin vui là cả họ đều biết. Còn đặc biệt có tin không vui, có tin buồn đó, hay là cái việc gì quan trọng đó, thì cũng ở trong bữa ăn này họ cũng nói ra. Nhưng đặc biệt là sẽ không nói trước mặt trẻ con đó. Trừ cái chuyện nào không giấu được á thì mới phải nói, như là mất người thân ABC, nhưng mà bé quá là không nói nhá. Còn nói những cái chuyện mà trong gia đình mà có một người anh, người chị, hay là phe để biết tít á, như kiểu là mất bằng lái xe hay là làm cái gì đó nghịch ngợm á, là không có muốn cho trẻ con biết, tại vì không muốn chúng nó học theo đó. Thì Mai thấy có một cái văn hóa người Pháp là như vậy. Chuyện vui, chuyện buồn họ luôn chia sẻ cho nhau. Nếu có những bữa ăn cùng hoặc là không có bữa ăn cùng nhau như này thì họ vẫn gọi điện để nói cho nhau, chứ họ không có giấu. Thường thường Việt Nam mình vợ chồng cãi nhau hay là cái vấn đề về kinh tế thì mình giấu, đúng không? Nhưng mà đây thì họ không có giấu, họ chia sẻ cho nhau, họ cho nhau biết thôi, chứ họ không có vay mượn của nhau. Thì Mai thấy đặc biệt là cái văn hóa của người Pháp là như vậy đó. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy đó, gia đình nhà Mai mới vào bàn và vẫn đang ăn món l'apéritif, còn chưa ăn món khai vị mà Mai quay đã một tiếng rồi đó. Nên là Mai cắt video còn 18 phút, cho Mai xin dừng video ở đây. Còn phần còn lại Mai sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn sau. Nếu cô chú anh chị các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.